Cháu ơi, cháu bầu cử cho chú với. Ai vậy ạ? Chú là bạn của bố cháu, để đón cháu đi chơi đấy. Không đúng, tại sao chú ta lại biết mình ở nhà để gọi cháu ơi? Tại sao không gọi bố mẹ mà lại bảo mình ra mở cửa? Chú ơi, bố cháu đang ở nhà mà. Sao chú lại bảo chú dẫn cháu đi chơi? Cháu đừng có nói đùa chú như thế chứ. Bố cháu làm gì có nhà. Cháu mở cửa cho chú đi. Chỉ có thể là người này đã theo dõi mình. Bố cháu ở nhà thật mà chú. Chú có tin cháu bảo bố cháu ra nói chuyện với chú không? Này cháu, trẻ con nói dối là không tốt đâu. Cháu mở cửa chú đi. Chú nó bận lắm, không có thời gian đâu. Mở cửa ra cho chú. Trình lừa đảo kém thế này, định lừa ai chứ? Tôm, ai gọi cửa đấy? Để bố ra xem. Các bạn nhỏ ơi, nếu ở nhà một mình, các bạn hãy chuẩn bị sẵn những đoạn ghi âm của bố mẹ, phòng trường hợp xấu nhất các bạn nhé. Mình là Tôm, tháng từ nhí. Mẹ mà thấy được giỏ hoa quả này thì thích lắm đấy. Chị không được đuổi theo anh ta đâu. Tại sao? Trong túi có chị nhiều đồ lắm. Chị nhìn đi, ở đằng trước là đứng vắng, lại còn ngõ cụt nữa. Em chưa thấy tên trộm nào mà chạy vào ngõ cụt cả. Với lại, hắn có ý định cướp thì phải đi cùng đồng bọn chứ. Thế sao nhở? Đơn giản thôi, mục tiêu của hắn không phải là chiếc túi, mà là để tách hai chị em mình ra. Chị chạy nhanh hơn, em không chạy kịp sẽ bỏ lại ở phía sau. Và mục tiêu của hắn sẽ là em. Cũng có lý. Ở đây đường vắng vẻ như thế này, em có kêu lên thì cũng khó có ai nghe được. Đúng vậy. Thôi, coi như là của đi thay người. Chị em mình đi về đi. Các vị phụ huynh khi đi cùng con nhỏ hãy chú ý, dù bị mất đồ cũng không nên đuổi theo để con một mình, vì rất có thể đấy sẽ là kế dương đông kích tây. Mình là Tôm, thám tử nhí. Hai mẹ con chăm chỉ quá nhỉ. Đã bảo là về sớm dọn dẹp nhà cửa rồi, say khướt như này à? Bố không dọn thì con dọn đi, dọn không xong thì đừng có trách với mẹ. Mày đi xả stress đây. Bố chọn đúng cái ngày đi uống rượu, làm hại mình rồi. Không đúng, uống rượu sao lại... Bố đừng giả vờ nữa, say rượu sao lại nhanh nhẹn như thế được? Hơi thở không có mùi rượu mà say rượu thì hơi thở phải nóng chứ nhở? Cái gì đấy? Bố đánh phấn à? Con nói linh tinh gì đấy? Bố mệt lắm để cho bố ngủ ý. Quyển sách ở trên giá sách trang 152. À, cả đôi giày da nữa. Có việc nhà để bố làm hết cho. Chuyện nhỏ thôi mà có gì đâu. Nhưng mà đừng nói với mẹ nhá. Em ơi, em có thấy mẹ của đứa bé này đâu không? Dạ không ạ. Em mới bị lạc mẹ hả chị? Ừ, chị thấy em bé ngồi khóc bên đường. Mà chị tìm nửa ngày chờ rồi không thấy mẹ của em bé đâu cả. Vậy phải làm sao ạ? Hay là em trông em bé giúp chị một lát. Chị sang bên kia đường, chị cố tìm xem như thế nào. À, chị có cái kẹo này, em ăn đi. Cái kẹo bút này nhìn đã bị mở ra rồi, nhất định có nguy hiểm. Mà em gái này nhìn không giống đã khóc chút nào, không giống những gì cô ấy miêu tả. Nhưng cô ấy trông rất lo lắng, mắt còn ngó nghiêng. Không được, có nguy hiểm. Chị ơi, em không ăn được kẹo chị ạ. À, thế hay là em cầm hộ chị cái túi nhá. Điện thoại của chị hết pin rồi, bây giờ chị đi tìm xem ai có điện thoại không thì chị mượn. Bố em bảo là không được giữ đồ của người lạ, nếu mà mất thì không biết nói rõ ràng như thế nào ạ. Hay là bây giờ em đi tìm mẹ của đứa bé với chị đi. Đi. Bố đang lén lút bỏ thêm nước vào mấy lọ mỹ phẩm của mẹ. Mình biết rồi, chắc là bố thấy mẹ vất vả quá, da mặt bị khô cho nên muốn cấp nước, lặng lẽ chuẩn bị cho mẹ một bất ngờ. Mình bị sự lo lắng của bố dành cho mẹ làm cảm động. Vì để chứng minh mình cũng là một đứa con rất biết quan tâm, mình chắc chắn sẽ bắt trước bố cho mẹ một bất ngờ. Mẹ vừa về nhà liền phát hiện bất ngờ mình dành cho mẹ, vô cùng mừng rỡ ôm lấy bố. Không sai, mình đã giúp bố đem lại tình yêu mà bố bí mật cất giữ đưa cho mẹ. Bố biết chuyện xong cảm động khóc luôn. Trước khi đi ngủ, mẹ phát hiện bất ngờ bố làm cho mẹ rồi. Bố dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình. Là mình lén lút giúp bố đổ thêm giấm trắng vào. Như vậy, không chỉ bổ sung nước mà còn tăng thêm sức sống cho da. Khi nhìn thấy mẹ vui vẻ, mình biết mẹ sẽ yêu thương bố thật nhiều. Bố nhìn mình bằng ánh mắt cảm động. Mình chỉ muốn nói, chúng ta là người một nhà. Chị Ly ơi, chị ra tiệc hàng giúp em thế hả? Mẹ lại săn xeo đấy à? Mẹ có đặt gì đâu, để mẹ ra xem.
Anh ạ. Em gửi chị hàng ạ. Nhưng mà tôi có đặt gì đâu nhỉ? Chị cứ xem rõ địa chỉ và tên hàng có đúng không ạ? Anh giao hàng này nhìn quen quen. Hình như đi theo mẹ con mình lúc vứt đồ thì phải. Lại định dùng gói hàng giả để kiếm tiền đây mà. Và chị ký nhận giúp em nhá. Alo, ai đây ạ? Vâng, anh ấy đang ở đây ạ. Anh nghe máy này. Dạ, alo ạ. Em gửi chị nhá, em cảm ơn chị ạ. Em có đơn phải đi cơ. Anh, sao nhẫn của anh mỏng thế ạ? Em xin phép đi trước đây ạ. Anh trả lại sim cho mẹ em đi đã. Sim nào? Em đã nhìn thấy tất cả rồi. Mẹ, mẹ kiểm tra lại điện thoại xem có sim không ạ? Không có sim thật. Mẹ thử kiểm tra lại xem. Đơn hàng này chắc chắn có vấn đề. Sao con lại biết? Đây là những mánh khóe mới của tên lừa đảo. Họ sẽ lấy sim để lừa người thân của người bị mất. Lần sau mẹ vứt đồ ship đi. Mẹ hãy lấy bút đen và che thông tin đi mẹ nhé. May mà có con, mẹ nhớ rồi. Sao em đi ra ngoài mà không cầm chìa khóa? Đi vội quá nên em quên mất. Mà nhà có mùi gì đấy hả anh? Anh ở nhà làm gì thế? Sao em chưa rửa nồi à? Sao nhà tối thế này anh không bật đệm lên? Đừng. Đứng yên. Hôm nay bố có việc về muộn, con về nhà một mình nhá. Kỳ lạ ghê, anh này đi từ nhà mình ra à? Không may rồi, quá nguy hiểm, chẳng còn cách nào khác, phải làm như vậy thôi. Bố ơi, con về nhà rồi, bố có nhà không? May quá, hình như anh ta đi rồi. Sao tự nhiên lại có điện thoại vào lúc này? Alo, con à? Alo. Alo bố ơi. Con làm gì mà bố gọi mãi không nghe điện thoại? Con nay làm rơi điện thoại ạ. Ở nhà trông nhà đi, lát bố về, thế nhá. Vâng ạ. Alo bố ạ. À, xin lỗi, nhầm nhà. Ai đấy hả con? Người ta bỏ nhầm nhà mẹ ạ. Ai đây? Con quên giữ chìa khóa cửa này, ra giúp đi. À vâng, tôi ra ngay ạ. Vừa nãy có người đến bảo mở khóa nhầm nhà. Họ vừa đi khỏi. Có người bảo nhà mình quên rút chìa khóa. Trùng hợp một cách kỳ lạ. Chìa khóa mẹ để đâu đấy? Chìa khóa vẫn đây mà. Có con ra rút chìa khóa à? Chị ơi, xem giúp em trùng chìa khóa đấy có mấy chìa ạ? À?